chờ một tràng vào tay nào. À, cô mời bạn chị. Tôi mời đại diện các lớp trưởng của khối 8. Đây là sản phẩm của các bạn ở khối 8. Học hỏi để làm từ. Trả lời câu hỏi này, Esther đã định hướng 2 Đại học Harvard năm 1975. Sau đó theo học để lập nghiệp, nhưng khát vọng học tập